Nam là người bắt đầu trò chơi xấu hay gì là... Vô dụng quá. Trời ơi, thằng này nó giải trí cho đoàn. Mày vui hơn tụi tao rồi. Mày vô mày mày đi. Cái bà không vui. Mày đánh... chạy vô mày hát bất cần. Tưởng nè. Bây giờ ra làm âm thanh đi cho nhỏ quay. Mày vô mày làm âm thanh ra. Trời ơi. Galaxy S22 Series. Camera mắt thần bóng đêm. Chụp hết mình. Sợ gì thử thách đêm. Vô đội hình đẹp liền. Xấu. Đẹp. Gớm. Cái gì vậy? Mà có nhiều người đẹp lên đây chưa? À chương trình hả? À? Chương trình toàn người đẹp. Xấu mời. Ê, đang nghe mùi thơm chắc có đồ ăn á nha mọi người. Kìa anh, đồ ăn kìa, thắng ngố rồi kìa, lẩu dê, lẩu gà đen kìa. Giờ mình chơi game này để coi ai được ăn á hả? Đói á hả? À, thịt ngựa. Rồi, chào mừng các bạn đến với phố cổ Đồng Văn. Yeah. Để chơi thế nào mà sao? Trước đi, xong rồi có gì à? Không, tụi em được ưu tiên mà sao? Mà em không biết chọn, không biết chọn. Chọn hiếu đi. Hai đó hả? Em không biết chọn, chọn Hiếu đi. Không. Sao? Em không biết chọn. Thì chọn Hiếu đi. Thôi bây giờ chơi theo phong thủy đi, em bạn mộc nè. Em bạn kim là chặt mộc. Không được, vậy chị em không với nhau được rồi. Chị em anh là đại thủy, cúng cho tất cả. Rồi anh đứng kế bên, tại vì anh mình chọn phong thủy. Em đừng có mắng chị. Tại anh đứng kế bên. Tại em không chọn phong thủy, bạn thủy. Ok, tôi đứng cái vàng con thôi. Cái này thể thao đó. Đây, đây, tôi với lại Hiến. Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn. Ôm nhau thế này, mọi người chọn đi. Có thể là anh già của em hoặc là anh đạo đây em mọi người thích ai mọi người chọn đi xong rồi em. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Cái nón bảo hiểm đâu? Giấu rồi, giấu nón rồi. Cái nón bảo hiểm đâu? Nón bảo hiểm đâu? Bảo hiểm đâu mày? Không có nón bảo hiểm thì chơi không đi. Nó hiểm đâu? Không biết. Rồi lỗ đầu sao? Ai biết đâu? Quay sao đây? Hả? Quay sao? Mày có bầu được hả? Hả? Con bé này. Đây nó nè. Nhanh. Đi. Lên anh nè. Lên anh nè. Lên anh nè. Ủa lỗ. Trời ơi, em thôi. Em thôi. Tôi nói thiệt á là đáng lẽ tối nay ban tổ chức phải xem lại việc là phải phạt những người mà cố tình chơi xấu đồng đội. Cố tình mà làm anh em phải không còn là con người nữa. Đây. Dương Lâm là người bắt đầu trò chơi xấu hay gì là... Vô dụng quá. Trời ơi, thằng này nó giải trí cho đoàn. Mày vui hơn tụi tao rồi. Mày vô mày đi. Cái bà không vui. Mày đánh... chạy vô mày hát bất cần. Tưởng nè. Bây giờ ra làm âm thanh đi cho nhỏ quay. Mày vô mày làm âm thanh ra. Trời ơi. Bây giờ đội em nha. Bà tổ chức đang phiền thằng nàng lắm kìa. Sao vậy? Tại vì á, Trường Giang kêu là phải phạt những người bắt đầu chơi xấu. Thì Dương Lâm là người khởi đầu cho cái việc là tạt đó, nước bằng nguyên cái thao. Nạn nhân. Tại vì hồi nãy em hướng không có được nước. Tôi là một nạn nhân, tôi đã có gia đình, vợ con đang đợi nhà. Nếu lỡ may hồi nãy mà một cái bắp nó văng vô con mắt của tôi thì làm sao tôi nhìn được? Thì bù lại con em nạn tôi nhân thứ bù lại thằng em tôi văng quá thì bắt vô mắt rồi. Gãy tay. Nếu những người khác xem trò này bắt trước thì sao? Đúng rồi. Đây là hình phạt cho bé để bé dũng hành hơn. Đúng. Sụp chị dầu đi, sụp chị dầu đi. Trưởng thành lên. Không sụp chị dầu. Trách thì hãy trách biên tập. Ừ. Tại vì đem tôi thấy không mắc cừ. Cho nên tôi cần những cái giọt nước để có thể làm mắc cừ hơn. Đó là cái sự hy sinh vì nghệ thuật của tôi. Chứ ai không muốn khô ráo.
ai mà muốn vừa chơi vừa bị trúng gió bao giờ. Càng tí, càng tí. Tôi làm gì tôi cũng càng tí lắm. Tôi không làm đâu, tôi quá. Tôi đi làm cái này tôi có lấy lương đâu. Ủa mà tôi như gục ngã. Tôi đau đớn. Tôi tìm được sức mạnh của nội tại. Tôi làm âm thanh. Tôi làm âm thanh. I when you are wardrobe. I when you are wardrobe. Có cái gì đó. Có gì vậy? Có gì vậy? Ô đội dương miệng chết luôn. Đội dương miệng chính mình. Where you roam. Where you roam. Rồi trước tiên sản xuất nốt lại tập này cắt lương của Dương Lâm. Rồi bây giờ em lấy lương. Dương Lâm về bé. Dạ em lấy không lấy lương. Quỳnh Quỳnh sẽ hận em. Tự nhiên ai giỡn vui mà tự ảnh hưởng tới ba đứa con. Buổi chiều là chắc nguyên buổi chiều nó không lương nguyên một mùa. Trời mày một tập này cắt lương luôn. Mẹ Lâm ngồi khóc kìa. Trời hồi nãy quay bị hai đời xin đổi đổi công ty nữa. Bây giờ em cho trời ơi bây giờ em cho bộ em xỉu sẵn em sẵn nước đi em bị sẵn nước nó đi nó thùng á. Ê, cái đó là chó gà cắn. Cái đó là chó gà cắn. Một chế độ tươi để tươi mới mỗi ngày. Nè, Tuấn. Dạ. Bỏ cái này vô ăn ngon nè. Dạ. Nè. Này nhúng nhẹ là ăn hơn, này ngon lắm. Dạ. Nó nhẫn nhẫn mà hậu nó ngọt. Không biết ăn luôn đó. Ăn thì hiếu có gì em cũng không biết hết trơn. Anh Giang sao đi vòng vòng ở đóng ăn vậy? Đang gói áo mặc hoài anh Giang. Ừ. Đi, đi, không biết sắp sao, sắp trên vô Bali cái mà ai sắp, rồi. Ai sắp? Vợ hả? Ừ, cái áo này mà mua cái gì á, ta cho cái áo này cũng được áo mua nữa. Đúng rồi. Sao cái áo mà để mặc hoài luôn á. Thiệt ghê á. Nhưng mà rất là trơn mà. Rất là trơn. Vớ bầy hầy. Đội. Anh Giang ơi, anh gạo. Hả? Ai ăn gạo? Ai ăn gạo? Em ăn đi. Anh Tấn, anh Tấn. Anh đang bị chửi quá. Lâm ăn gạo. Anh nước chưa trôi. Chơi trò chơi thì bị chúng đạt vô mặt. Chúng đạt vô lỗ nhĩ. Giờ ngồi ăn. Thủ không? Thủ không? Thủ không? Mình cũng đâu ăn đồ nó đâu. Mà nó chửi mình, nó nói mình cũng ăn mùi bơ. Không cha không mẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ta nổ quá vậy. Họ tự bị ra đó. Nói cái bộ đồ không? Nó không cha không mẹ. Rồi nói là hả? Quần áo gì dơ bẩn rồi chưa thấm rồi rách rưới bằng hè nói vậy người ta vô gia cư hả nói gái xã hội gì vợ con tôi nói vợ con tôi coi luôn ra gì gia đình tôi tăng nặng lời cho lớn quá đối xử tàn tệ danh gian rồi không ăn xuống hết rồi người ta cũng là người có con ba đứa rồi mà đi nói như vậy lỡ con gái mình nó coi rồi nó sao anh ơi miếng gà tình nghĩa miếng gà ân huệ trời ơi đứa hay mấy cái dùng mấy cái từ mà ngày nay bị xử ôi dạ à miếng gà yêu thương nhau miếng gà nghệ sĩ đồ anh em nghệ sĩ nhưng mà sao chúng ta hoạt cũng lên cao sao Hiếu với lại Thí không nói chuyện với chơi Hiếu không có mình là coi như là số không Hiếu này có người đâu khác có ai rồi. Giao lưu đâu dạ Hiếu này có cô mà có mà em rồi. Bình thường là lúc nào cũng bu bu nên mình bu, để bu, mà bu, cho cô chị nó có đúng rồi không bu mình nữa thấy chưa ở đây thấy ra rồi ra ngoài đời không có em như tôi thì sao quá rõ luôn quá rõ rồi từ sau tập này đi chúng ta sẽ không có vào support cho Hiếu nữa đúng rồi đâu bị cắt luôn rồi đâu bị cắt luôn rồi cho em nó trưởng thành rồi ăn vậy nay tập cuối rồi mà tôi hở thai hả nay tập cuối rồi mà anh thì đó tập cuối là thay luôn em đã bị lừa rồi chúng tôi còn 4 tập ẩn nữa trời bốn ơi riêng. Phiền anh quá rồi. Phiền anh em quá sao vậy ngồi mọi người ăn chung đi ăn lẩu là ăn phải ngồi xung quanh vậy đó có ai biết bốn mèng méng là làm từ gì mà bà Ngô làm cái gì nè bắt đầu cũng một tí mèng méng lắm đây cái này á em bỏ vô xong em chan nước lẩu cho ăn ngon lắm bỏ mèng méng nè vâng nhưng mà dễ bị sạc nha ăn phải cẩn thận dưa gì giống wasabi vậy anh phết anh phết đây 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 ăn mèng méng bút mèng méng ở dưới lên ăn hả nó quậy lên rồi chắc qua bển ăn luôn ha qua bển đây ăn luôn đi anh ơi đây qua đây luôn á ủa sao rồi mất đi vô qua bển hả là làm ăn gì anh làm ăn ngô còn bắp đây qua đây luôn đi qua đây luôn dồn bởi luôn anh đi hết trơn rồi tự nhiên hai ba anh em mình ngồi cách biệt vậy thấy ơi mốt lẹ ấy không sao tụi em ăn xin quen không ngắn gì không ngắn ý là tụi đi mọi người qua hết rồi tụi anh em mình ngồi cách biệt một bàn vậy anh mời anh đâu hãy băng trừ nè cũng sĩ diện lắm mà mình chơi lâu lắm đó mới qua đây đó ừ Hiến qua đây em xin lỗi anh em bỏ anh lại mình vậy lấy cái ghế cho biết ê quỷ mén mén này ngon quá nè mèn mén với mén 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 là bóng nhỏ ủa là ăn mèn mén thành bóng mén hả quá 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 em qua em ngồi nè em xúc mén rồi nè mén ngon nha ừ nó hương cảm ơn ghê cảm ơn còn cho em xin dĩa trứng dừng kích ăn dĩa trứng đi em mang hết cho anh Giang ngồi bển cô đơn vậy cho anh chơi với anh đâu bị mọi người mới tặng đúng không
Đây làm cho. Rồi. Em ngồi đây, ngồi đây. Bút xe rồi đó, biết đứng trong thao giặt đồ nó tạt vô đầu mình. Để nó có cái đũa nhục đâu mà ta. Nói gia đình mình không có quần áo mặc. Rồi không cha không mẹ. Trời ơi. Rồi không có nơi để về. Anh Lâm, mời anh về anh không Lâm. Cái đó biết là cái gì không? Lâm ơi, sao em phải biết miếng bệnh nhân giữa tù chứ không phải. Cái này á là để ấy cho con cò bò con trâu nè, xong rồi đưa đi nè. Cày đùa, cày đùa. Tôi là một đồng. Ừ, đó, cày đùa. Sao con hết đủ đây nữa? Ừ, thì đâu, hết buông lên lưng trâu. Trâu ơi, ta bảo trâu này. Trâu ơi, ta bảo trâu này. Dạ. Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Anh ơi, em hỏi con trâu này bao nhiêu tiền? Con trâu này là 10 triệu. Mắc vậy? Định làm trâu gắt bếp hay gì? Định làm trâu gắt bếp hay gì? À, sao tiểu phẩm nào cũng có cô vậy Mai Phương Thúy? Cô không tự suy nghĩ ra mà ta suy nghĩ cái cô nào cô mua tôi cô bằng thịt tôi à? Con uống nước đi. Con trâu cày tiếp. Cho con trâu. Mời con trâu uống nước. Uống nước, cho trâu uống nước đi. Nhưng nào ngờ nước có độc. Há miệng ra cho trâu. Nước có độc, trâu chết. Không phải đâu mấy vị dài chết quá. Nhiều quá diễn tiểu phẩm không ý nghĩa. Làm cái thương nghề em thiệt luôn á. Mình có cái nghề không biết trân trọng. Cái nó thì giống con trâu luôn rồi đó. Vậy đó hả? Trời. Hết chuyện. Hết chuyện. Hết chuyện. Mai Phương Thúy nói chuyện hết thấy không? Thôi, thôi em mệt rồi, cho em vô ăn đi. Trao thì nhiêu tiền hả? Một câu đắt giá. Một câu hộ. Đắt giá. Cái món này sao? Rồi cho em ăn với. Nào đây. Giống như miếng viên hỷ không? Đúng rồi, giống như miếng hỷ nè. Giống như miếng hỷ mình á. Mà bột một kiểu cũng là một bột nếp nếp mà bột năng rồi á. Mà mấy cái màu này là làm từ cái gì ta? Ê, cái này giống cái niềng răng con Hào ha. Hào em rất niềng răng nè em. Ha. Hai bia đi xin hả? Đúng rồi. Hào phỏng vấn cho cứu rất niềng răng mà đi đi đâu luôn rồi. Hà niềng răng này. Tội nghiệp nhỏ, tội nghiệp nhỏ. Ha. Niềng. Ôi. Hả? Em biết là trừ con vịt, anh trừ con vịt. Con gà, con chó, con mèo biết giải thích con gì? Con cú. Đâu? Không. Đúng không anh? Anh cứu cú đi. Cú nó kia là cú. Con gà mà. Đó là con chim cú. Cú. Ừ, con cú cú con gì đó. Con cú ở dưới quê á, cú cút đồng á. Đó. Thiên nhiên á. Con gì cũng phải giả được, anh Giang giả tiếng con vợ đây. Con vợ sao nè? Đúng rồi. Em hiểu sao luôn. Anh có biết một tháng nhà xài bao nhiêu tiền không? Tinh tinh. Anh có bao giờ quan tâm đâu. Những cái tiền anh đưa cho em hết rồi. Nhưng mình có biết một tháng xài bao nhiêu tiền không? Thì anh đi làm tiền hết cho em rồi. Anh có biết một tháng xài bao nhiêu tiền không? Thì tiền anh làm đưa cho em thì em muốn xài. Nhưng quan trọng anh biết một tháng xài bao nhiêu tiền. Anh có gì nè, 5-7 miệng ấy. Trời ơi. Thì tiền nước em rất là rết. Tiền anh đưa em hết rồi. Nhưng mà anh phải biết là con vợ nó ngay ha. Không có lửa hát. Đúng. Không có lửa hát. Bạc nửa đầu chứ ớt dội ổi gì. Tóc tai bạc chứ. Rụng nhiều nữa. Quần áo đâu có một cái mặt rồi. Đúng rồi. Thì đó. Không da không mẹ. Một tháng bao nhiêu tiền biết không? Cho nên mà bận hôi áo hoài. Áo hoài. Thương ảnh quá ha. Tội nghiệp quá. Ừ. Lại là sự im lặng của mình. Đứa ơi anh phải trẻ mồ côi mấy đứa. Ghê quá. Ê mình còn dư một phần quà đó tặng cho anh đi. Đúng rồi, phải dư quà.